Bí quyết thành công, hiệu quả từ việc làm những điều đơn giản. Thành công không chỉ đến từ những chiến lược phức tạp và kế hoạch hoành tráng. Thực tế, nó thường bắt nguồn từ thực hiện những nhiệm vụ đơn giản một cách xuất sắc. Đây không chỉ là một triết lý áp dụng cho công việc mà còn là một cách sống giúp chúng ta thấy được giá trị trong những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống. Tại sao lại làm những việc đơn giản? Bởi vì chúng tạo ra cơ hội để chúng ta phát triển các kỹ năng của mình. Khi làm tốt những việc nhỏ, chúng ta đang xây dựng nền tảng cho sự thành công lớn hơn trong tương lai. Đó có thể là việc hoàn thành một bài tập nhỏ mỗi ngày để nâng cao kiến thức của mình hoặc là việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Một điều quan trọng trong việc thực hiện những việc đơn giản là sự kiên nhẫn và kiên định. Thành công không đến ngay tức thì và đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mất kiên nhẫn khi tiến trình trở nên chậm trễ. Tuy nhiên, việc kiên nhẫn và kiên định sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu cuối cùng. Cuối cùng, việc làm tốt những công việc đơn giản mang lại cảm giác hài lòng và tự hào. Khi chúng ta biết rằng mình đã cống hiến hết mình và làm tốt nhất có thể trong mọi tình huống, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và yên tâm hơn trong bản thân